Diệp Linh Khê trong ngực Hồ Tiểu Thiên, nhịn không được nói ra. Gia hỏa này cũng là đầy đủ trừu tượng, thật mất mặt. Tô Trần tìm khối nham thạch ngồi xuống, sau đó nhìn lấy Giao Long, bình tĩnh nói. Nói đi, muốn chết như thế nào? Nghe vậy, Giao Long trong mắt hoảng sợ càng thêm rõ ràng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nó âm thanh run rẩy nói ra. Ta, ta có thể lựa chọn bất tử sao? Tô Trần nhìn lấy nó, không nói gì. Giờ khắc này, giữa sân an tĩnh dị thường, tất cả yêu thú, hô hấp cũng không dám hô hấp mãnh liệt hoảng sợ khiến thân thể của bọn nó không ngừng run rẩy thật là đáng sợ đơn giản thật là đáng sợ bọn chúng liền chưa thấy qua nhân loại đáng sợ như thế kỳ thật tại bọn chúng cái kia lấp đầy giã tính mà ngạo mạn khái niệm bên trong nhân loại chẳng qua là một đám yếu ớt sinh vật bọn chúng thói quen đem nhân loại coi là món ăn trong mâm tùy ý bắt giết không có chút nào thương hại nhưng đột nhiên ở giữa bọn chúng gặp được một vị thực lực nhân loại khủng bố người này thực lực cường đại đến không hợp thói thường trong khoảnh khắc liền chấn áp vua của bọn chúng cái này trực tiếp phá vỡ bọn chúng nhận biết một cái nhân loại sao sẽ có được thực lực cường đại như vậy bọn chúng không tin nhưng tô trần thực lực bày ở trước mắt cho dù bọn chúng không tin cũng không thể không đối mặt cái này phá vỡ nhận biết chân tướng xem xét lại trong thôn trang mọi người thì là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn hai tay không tự giác nắm chặt lần thứ nhất tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong bọn hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy từ trước đến nay hung mãnh tàn bạo yêu thú lại e sợ như thế một cái nhân loại tô trần cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó thân sắc ung dung ánh mắt bình tĩnh tất cả yêu thú ở trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng đơn giản quá mạnh sùng bái tất cả mọi người đối tô trần thực lực cảm thấy không có gì sánh kịp sùng bái tô trần lúc này nhìn về phía diệp linh khê cùng yến khinh vũ hỏi có muốn hay không nếm thử do long thịt nghe vậy tất cả yêu thú đồng tử bỗng nhiên co vào mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy tô trần Ngọa tào Ngọa tào à này nhân loại lại còn muốn ăn dao long thịt điên rồi đi giờ khắc này tất cả hung thú nhìn lấy tô trần ánh mắt tựa như là đang nhìn ma quỷ một dạng thật là đáng sợ này nhân loại quá mẹ hắn đáng sợ không thể trêu vào à trong thôn trang mọi người cũng là chừng to mắt trong mắt lộ ra không thể tin bọn hắn nghe thấy được cái gì ăn dao long thịt Ngọa Tào, ngưu bức. Hai nữ ngược lại là không có có phản ứng gì, ngược lại là Hồ Tiểu Thiên hưng phấn dị thường, mắt bốc lửa. Có thể, ta còn không có nếm qua giao long thịt đâu. Giao long giống như ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp mộng bức, thân thể cao lớn không khỏi run nhè nhẹ, nhìn qua Tô Trần, trong mắt chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Hắn còn là người sao? Vậy mà muốn ăn giao long thịt. Nói thật, nó chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải như thế nhân loại điên cuồng đơn giản quá mẹ hắn đáng sợ à. Giao Long âm thanh run rẩy nói ra, đại, đại nhân, Giao Long thịt không, không thể ăn, ngài, ngài vẫn là thu hồi ý nghĩ này à. Ồ, Tô Trần nhìn về phía Giao Long, làm sao ngươi biết không thể ăn đâu, chẳng lẽ ngươi nếm qua. Nghe vậy, Giao Long thân thể trong nháy mắt hóa đá, cứng ngắc tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nó tê, thật tê, ngươi muốn ăn ta, chẳng lẽ còn muốn ta nói thịt của ta ăn thật ngon sao vậy ta đây không thuần nhược trí sao giao long giờ phút này trong mắt đều là đối tử vong sợ hãi cỗ này hoảng sợ lập tức liền muốn đem lý trí của nó triệt để phá tan nó biết tô trần là không có ý định buông tha nó oanh đúng lúc này giao long thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ cỗ lực lượng này dường như có thể xé rách thương khung đập nát tinh thần làm cho cả tiên giới đều vì đó run rẩy nó gắt gao nhìn chằm chằm tô trần hai con mắt phủ đầy tia máu đã ngươi không muốn buông tha ta vậy ta cũng không muốn ngươi tốt quà đang khi nói chuyện nó đột nhiên nhìn về phía xa xa yêu thú giận dữ hét theo ta cùng một chỗ giết hắn dứt lời nó bãi động chính mình thân thể cao lớn sau đó bỗng nhiên hướng về tô trần đánh tới trên đường nó đưa tay về phía trước uy lực của nó như là ngàn vạn viên lưu tinh đồng thời rơi xuống có thể đem kiên cố mặt đất cầm ra sâu không thấy đáy hố lớn nhưng hải dương cũng vì đó đảo lưu dù sao dù sao đều là chết nó quyết định liều mạng Tô Trần bình tĩnh ngồi tại trên tảng đá, ánh mắt nhìn hướng chính mình đánh tới giao long, ánh mắt bình tĩnh đáng sợ, giống như sâu không thấy đáy đầm sâu. Trấn. Theo một chữ rơi xuống, nguyên bản khí thế ngập trời giao long, lại trong nháy mắt bị một cỗ vượt qua nó nhận biết lực lượng trấn áp, liền như là thái sơn áp đỉnh, làm thân thể của nó bỗng nhiên trầm xuống. Sau cùng bị gắt gao ấn tại mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Ngoạ tào. Giao long choáng váng. Đầu óc trống rỗng. Một chữ. Trấn áp nó lại bị một chữ chấn áp còn một điểm năng lực phản kháng đều không có giao long toàn bộ nhận biết đều tại thời khắc này sụp đổ nó vốn cho là mình coi như không địch lại tô trần cũng có thể tiếp vài chiêu kết quả lại bị tô trần một chữ chấn áp vượt chỉ tiêu ta tố cáo hắn vượt chỉ tiêu à nhìn lấy tình cảnh này vốn là muốn hướng tô trần đánh tới đám yêu thú trong nháy mắt ngưng kết tại nguyên chỗ hô hấp đình chỉ vô tận hoảng sợ như là vỡ đê hồng thủy mãnh liệt đánh tới trong nháy mắt quét sạch đến bọn chúng toàn thân. Khó có thể tin, vua của bọn chúng lại bị người một chữ trấn áp. Ngoạ tào, đây thật là nhân loại có thể có thực lực sao? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này đến thực lực rất mạnh mới có thể làm đến. Tiên tôn có thể một chữ trấn áp vương sao? Không thể nào. Tuyệt đối không có khả năng. Cái này thấp nhất đều muốn tiên hoàng cảnh mới có thể làm đến. Ngoạ tào, tên nhân loại này là tiên hoàng. Niệm đến tận đây, Tất cả yêu thú tất cả đều hít sâu một hơi, đồng tử co lại nhanh chóng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Bọn chúng thật không nghĩ tới, Tô Trần đúng là một vị tiên hoàng. Nhưng chúng nó cũng rất nghi hoặc, là nhân loại nào sẽ xuất hiện một vị tiên hoàng đại năng. Theo lý thuyết, không cần phải à. Chờ chút, hiện tại là thời điểm nghĩ cái này sao? Hiện tại không cần phải muốn làm sao chạy trốn sao? Phản ứng lại đám yêu thú, đã triệt để bị sợ mất mật, lòng sinh thoái ý chỉ bất quá bọn chúng vừa có hành động một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đưa chúng nó khóa chặt cái này dọa cho chúng nó cứng ngắc tại nguyên chỗ động cũng không dám động yến khinh vũ nhìn lấy một đám yêu thú bình tĩnh nói dám can đảm động một cái chết tất cả yêu thú toàn thân run lên bần bật đáy lòng tuôn ra một vệt hàn ý sau đó bọn chúng chậm rãi quay đầu nhìn về phía yến khinh vũ trong mắt mang theo hoảng hốt ngoạ tào còn có một vị đại lão giờ khắc này tất cả yêu thú thật triệt để tuyệt vọng. Bọn chúng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì nhân loại sẽ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Vì cái gì, một bên khác, có một vị nam tử kích động nói, không nghĩ tới, chúng ta nhân tộc thế mà có nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ chúng ta nhân tộc muốn cuột khởi sao? Tại chỗ những người khác, không có chỗ nào mà không phải là một mặt kích động, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng nóng rực, cảm xúc bành trướng. Diệp Linh Khê lúc này nói, ca, lúc nào có thể ăn rau long thịt à? Ta đều đói. Một bên Hồ Tiểu Thiên gật một cái. Đúng vậy à, ta bụng cũng đã đói. Đang khi nói chuyện, giọt giọt nước bọt tự khóe miệng của hắn rủ xuống. Xem ra hắn là thật đói bụng. Xa xa rau long kém một chút hồn đều dọa không có. Tiểu tổ tông của ta à? Các ngươi có thể đừng làm rộn. Giao long thịt thật ăn không ngon à. Giao long giờ phút này đều muốn khóc. Những này người đều là ma quỷ à thế nào cả đám đều muốn ăn giao long thịt à? ta trước kia làm sao không có cảm giác được nhân loại đáng sợ như vậy đâu? tô trần chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng về giao long đi đến, bình tĩnh nói, chuẩn bị lên nồi rót dầu. hồ tiểu thiên hai con mắt sáng lên, có ngay, nói, nó không biết từ nơi nào lấy ra một thanh nồi lớn, sau đó thật bắt đầu lên nồi rót dầu, trong mắt lộ ra không kịp chờ đợi. nhìn lấy hướng chính mình từng bước một đi tới tô trần, giao long cái kia thân thể cao lớn không khỏi run rẩy lên. Nó muốn dãy ruộng đứng dậy, lại phát hiện mình như là bị đóng ở trên mặt đất đồng dạng, không thể động đậy chút nào. Tuyệt vọng. Thật sâu tuyệt vọng. Nhưng nó vẫn là ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng đối với Tô Trần cầu xin tha thứ. Đại nhân, tha mạng à, giao long thịt thật ăn không ngon à. Tô Trần dường như không nghe thấy đồng dạng, cũng không có dừng bước lại. Giao long thấy thế, sắc mặt như cho tàn, đã nhận mệnh. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, không nhận mệnh có thể làm sao. Muốn là có thể, nó cũng không muốn nhận mệnh à. Tô Trần đứng tại giao long đầu trước. Tại cái kia viên to lớn đầu trước mặt, Tô Trần cả người lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, liền như là một hạt bụi. Giao long hai con mắt nhìn trước mắt Tô Trần, trong mắt trừ hoảng sợ chính là tuyệt vọng. Nó hiện tại thật sợ Tô Trần sợ đến trong xương. Nếu như thời gian có thể làm lại, nó đánh chết cũng không tới thôn này. Đáng tiếc, thời gian cũng không thể làm lại. Tô Trần nhìn trước mắt giao long, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên. Xong thấy thế, giao long thân thể không tự giác run rẩy lên, toàn thân như nhũn ra trong mắt tuyệt vọng cùng hoảng sợ, đó là đối tử vong sắp xảy ra e ngại. Nó biết chính mình chỉ sợ không sống nổi. Giữa sân tất cả mọi người cùng yêu cũng cho là như vậy. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu của bọn họ chính là Tô Trần giơ tay lên, vẻn vẹn chỉ là vỗ vỗ trên vai cho bụi, vẫn chưa động thủ. Tất cả mọi người cùng yêu đều là sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Tô Trần đây là muốn làm gì. Giao long giờ phút này khóc không ra nước mắt. Đại ca à, ngài muốn giết cứ giết, có thể đừng dọa người sao. Tô Trần lúc này đột nhiên nói, cho ngươi cái sống sót cơ hội. Nghe vậy, Giao Long trực tiếp sửng sốt, không chỉ là nó, giữa sân tất cả mọi người cùng yêu đều ngây ngẩn cả người. Sống sót cơ hội. Tô Trần đây là dự định buông tha Giao Long. Giao Long nguyên bản tuyệt vọng đôi mắt trong nháy mắt bị kinh hỉ thay thế, hô hấp đều biến đến rồn dập lên. Nó nhìn lấy Tô Trần, không xác định hỏi, ta, Ta có thể không cần chết. Ngữ khí đều mang hưng phấn cùng kích động. Tô Trần bình tĩnh nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi rất muốn chết sao?" Giao Long thần sắc đột biến, vội vàng nói, "Không không không, ta không muốn chết." Tô Trần đứng chắp tay, bình thản nói, "Ngươi có biết hay không Huyễn Thành ở đâu?" Nghe vậy, Giao Long đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ nói, "Đại nhân, ngài không phải tới từ Huyễn Thành sao? Làm sao lại không biết Huyễn Thành ở đâu?" Tô Trần nói, ta cái gì thời điểm nói qua, ta đến từ huyễn thành. Giao Long biểu lộ cứng đờ, được, giống như không có. Tô Trần trong mắt lóe lên một vệt không kiên nhẫn, cho nên ngươi có biết hay không? Giao Long không còn dám dày vò khốn khổ, vội vàng nói, biết rõ, biết. Tô Trần bình tĩnh gật gật đầu, biết là được, cái kia về sau ngươi dẫn chúng ta đi. A, à, Giao Long chừng to mắt, ta mang các ngươi đi. Tô Trần lông mày nhíu lại, làm sao? Không được. Đang khi nói chuyện, một cổ hàn ý tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Giao Long nhất thời dùng mình một cái, hoảng sợ nói. Được được được, đương nhiên đi, có thể mang đại nhân đi huyễn thành, là vinh hạnh của ta. Tô Trần trong mắt không có chút nào gợn sóng, bớt nịnh hót, ta hỏi ngươi, lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể biến ảo thành hình người à. Giao Long liền vội vàng gật đầu, có thể. Tô Trần bình tĩnh nói, cái kia biến ảo thành hình người, lại nói chuyện với ta. Đợi một hồi, Gặp Giao Long không có động tĩnh, Tô Trần cau mày nói. Nghe không hiểu ta nói gì. Giao Long cười khổ nói. Không, không phải, là bởi vì ta hiện tại không có cách nào biến ảo hình người. Nghe vậy, Tô Trần giống như nghĩ đến cái gì, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Giao Long nhất thời cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, nguyên bản đè ở trên người cái kia cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích. Nó mỗi một tế bào tham lam hô hấp lấy tự do không khí. Giao Long trong mắt tràn đầy giải thoát vui sướng. Cảm ơn, cảm ơn đại nhân. Tô Trần gật đầu nói, Ừ. Giao Long hít sâu một hơi, lập tức tâm niệm vừa động, sau một khắc, nó quanh thân quang mang lập lòe, hào quang sáng chói như vô số ngôi sao hội tụ. Trong ánh sáng, nó cái kia thân hình khổng lồ bắt đầu vặn vẹo, co vào, cứng rắn long lân dần dần biến mất, lập tức huyễn hóa thành một đạo nhân hình. Quang mang tán đi, một vị nữ tử xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Nữ tử người mặc một bộ màu đen váy dài, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài như tơ giống như mềm mại nhẹ nhàng rối tung tại nàng mảnh khảnh hai bờ vai mày như trăng rằm ôn nhu mà uyển chuyển hàm xúc lộ ra sở sở động lòng người nhìn lấy nữ tử giữa sân tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin đậu phộng cái này giao long lại là mẫu nghịch thiên diệp linh khê cùng yến khinh vũ cũng là một mặt hoảng hốt nói thật các nàng đều không nghĩ tới trước đó cái kia phách lối giao long lại là mẫu thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của các nàng. Tô Trần thì là không có chút nào gợn sóng. Hiển nhiên hắn đã sớm biết Giao Long giới tính. Giao Long nhìn lấy Tô Trần, trong mắt mang theo thật sâu kiên kỵ cùng kính sợ. Đại nhân, Tô Trần bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi tên gì? Giao Long cung kính nói, ta cho mình lấy cái tên, tên là Bích Giao. Hiện tại đối mặt Tô Trần, nàng không dám có bất kỳ cản rỡ nào. Chủ yếu là Tô Trần cái kia vượt chỉ tiêu thực lực, đơn giản quá bất hợp lý nàng hoàn toàn không có năng lực phản kháng, chỉ có thể bị nhấn tại trên mặt đất ma sát. Liền không hợp thói thường. Tô Trần gật một cái, lập tức nói, về sau, thủ hạ của ngươi không thể lại săn giết thôn trang này bên trong bất luận nhân loại nào, minh bạch. Bích Giao liền vội vàng gật đầu, minh bạch, về sau ta sẽ đi theo chân chúng nó nói. Tô Trần bình tĩnh nói, hiện tại liền đi. Bích Giao không dám do dự, gật một cái, sau đó biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một đám yêu thú trước người gặp bích giao xuất hiện một đám yêu thú trong lòng giật mình sau đó cung kính nói vương bích giao mặt không biểu tình sau đó nói hôm nay bắt đầu không cho phép lại giết nơi này bất luận một vị nào nhân loại rõ chưa tuân mệnh tất cả yêu thú liền vội vàng gật đầu bọn chúng không ngốc biết mình nếu là không đồng ý hạ trang không cần phải nói hẳn phải chết bích giao bình tĩnh gật đầu nói ừm ta có thể muốn qua một đoạn thời gian mới trở về các ngươi hiện tại đi về trước đi Chờ tất cả yêu thú rời đi về sau, Bích Giao lúc này mới trở lại Tô Trần bên người, cung kính nói. Đại nhân, sự tình làm xong. Tô Trần gật một cái, không nói gì. Bích Giao do dự một chút. Đại nhân, trong lòng ta có nỗi nghi hoặc, không biết nên hỏi không nên hỏi. Tô Trần liếc qua Bích Giao, vậy cũng chớ hỏi. Tô Trần lắc đầu nói, được rồi, nói đi, vấn đề gì? Bích Giao trầm mặc một lát, sau đó nói, ngài thật không phải là đến từ huyễn thành sao? Tô Trần mắt nhìn Bích Giao, ta có cần phải lừa ngươi sao? Bích Giao do dự một chút, sau đó nói, có thể ngươi như không phải tới từ huyễn thành, thực lực sao sẽ mạnh như vậy? Tô Trần bình tĩnh nói, ngươi đoán. Bích Giao biểu lộ cứng đờ, cười khổ nói, ta làm sao đoán được? Tô Trần nói, vậy liền chậm rãi đoán. Nói, Tô Trần liền không tiếp tục để ý Bích Giao, quay người hướng về Diệp Linh Khê các nàng đi đến. Tại chỗ, Bích Giao trầm mặc rất lâu, sau đó đi theo nói thật tô trần thái độ này nàng là thật một chút tính khí không có nàng nào dám có tính khí nha trừ phi nàng không muốn sống nàng lại không ngốc tô trần đã đã nói như vậy vậy khẳng định là không muốn nói cho nàng nếu như nàng hỏi lại vậy liền không thích hợp cho nên có chừng có mực liền tốt kỳ thật không phải tô trần không muốn nói cho nàng là tô trần lười nhác giải thích cũng lười nói trong thôn trang mọi người ánh mắt nhìn bích dao trong mắt mang theo hoảng sợ thân thể không bị khống chế run rẩy Lâm Tư Hàm sợ hãi trốn ở Diệp Linh Khê sau lưng, trong mắt hoảng sợ nhìn lấy Bích Giao. Đối với Bích Giao, mọi người thật là sợ hãi đến trong xương. Có vị nam tử lúc này lấy dũng khí nói, công tử, ngài vì sao không đem nàng giết. Bích Giao nghe vậy, thật sâu mà liếc nhìn nam tử kia, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Nam tử toàn thân run lên, nhịn không được lùi lại một bước. Tô Trần nhìn về phía nam tử, bình tĩnh nói, vì sao muốn giết nàng. Nam tử do dự nói, nàng thế nhưng là nút trừng rất nhiều đồng loại của chúng ta chẳng lẽ không nên giết sao tô trần nhìn lấy nam tử ánh mắt yên tĩnh như nước cho nên liên quan gì đến ta nghe vậy nam tử có chút tức giận chất vấn ngươi làm cho chúng ta nhân tộc đại năng chẳng lẽ không hẳn là thay chúng ta đồng bào báo thù sao trong sân những người khác cũng là một mặt không hiểu nhìn lấy tô trần tô trần cứu được bọn hắn bọn hắn ngược lại còn chất hỏi tới tô trần nhân tính phức tạp để cho người ta khó có thể nắm lấy Loại này tự tư cùng hẹp hòi làm người sợ run. Có lẽ, đây chính là nhân tính à. Vù vù. Tiếng kiếm gieo bỗng nhiên vang lên. Vị nam tử kia đồng tử trừng lớn, trong mắt lộ ra mờ mịt cùng khó có thể tin còn có sợ hãi thật sâu. Sau một khắc, nam tử đầu trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi phun ra ngoài, trong chốc lát liền đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Phù phù. Đầu người rơi xuống đất. Giữa sân tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, mồ hôi lạnh làm ướt bọn hắn áo bào, thân thể ngăn không được run rẩy. Bọn hắn nhìn lấy Tô Trần, trong mắt hoảng sợ cùng kinh hãi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Trần lại sẽ động thủ giết người. Giờ khắc này, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, tâm đều sách tại cổ họng, sợ Tô Trần đem bọn hắn cũng đã giết. Bích Giao kinh ngạc mà liếc nhìn Tô Trần. Tô Trần sẽ giết chết nam tử kia, cái này có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Tô Trần mặt không biểu tình, bình tĩnh nói, chất vấn ta, bằng các ngươi cũng xứng. Đang khi nói chuyện, một cỗ đáng sợ sát ý trong nháy mắt đem trong sân mọi người bao phủ. Tất cả mọi người sắc mặt biến đến nhợt nhạt, nhìn không thấy một điểm huyết sắc, mãnh liệt tử vong khí tức, trong nháy mắt quét sạch đến bọn hắn toàn bộ trong lòng. Giờ khắc này, mọi người dường như nhìn thấy quỷ môn quan, sinh mệnh không thuộc về mình nữa. Hừ, Diệp Linh Khê lúc này hừ lạnh một tiếng, ta ca cứu được các ngươi, mà các ngươi là làm sao đối với ta ca. Muốn ta nói thật hẳn là đem các ngươi toàn giết. Có tiếng người run rẩy nói ra, "Công, công tử, còn có vị tiểu thư này, vừa mới chúng ta có thể không nói gì nha, còn thỉnh đừng có giết chúng ta." Một người khác liền vội vàng gật đầu nói, "Đúng đúng đúng, vừa mới là nam tử kia chất vấn ngài, chúng ta cũng không có." Một vị nam tử nói, "Công tử tiểu thư bớt giận, chúng ta cũng không dám nữa." Có người nhìn về phía Lâm Tư Hàm cùng Lâm Chính, "Tư Hàm lâm chính nhanh thay chúng ta van nải đi lâm tư hàm cùng lâm chính không nói gì chỉ là bình tĩnh mà nhìn xem bọn hắn xem ra là không định thay bọn hắn cầu tình hai người bọn họ không ngốc biết nếu là thay những này người cầu tình cái kia tất chắc chắn gây nên tô trần phản cảm đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy những này người vừa mới xác thực quá phận nhân gia hảo tâm cứu các ngươi mà các ngươi còn thái độ này cũng không nhìn một chút các ngươi tại nhân gia trong mắt là cái thá gì còn muốn để cho chúng ta thay các ngươi cầu tình là muốn đem chúng ta cũng lôi xuống nước đúng không? Đơn giản nằm mộng. Tô Trần lắc đầu nói, khó trách nhân loại nơi này chỉ xứng biến thành yêu thú đồ ăn. Nói, hắn nhìn về phía Diệp Linh Khê cùng Yến Khinh Vũ, đi thôi. Hai nữ gật một cái. Lâm Tư Hàm nhìn lấy Tô Trần mấy người, do dự một chút, sau đó nói, các ngươi muốn đi rồi sao? Tô Trần nhìn về phía nàng, gật đầu nói, ừ. Diệp Linh Khê nói, chúng ta còn có việc phải xử lý ngươi cùng ra ra ngươi trước chờ ở tại đây chúng ta chờ chúng ta đem sự tình giải quyết tự nhiên sẽ tới tìm ngươi dù sao chúng ta có chịu không qua dẫn ngươi đi cái chỗ kia lâm tư hàm trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười ừm ừm ta đã biết nhìn lấy tô trần mấy người bóng lưng rời đi lâm tư hàm trong lòng không khỏi có chút thất lạc lâm chính vỗ vỗ lâm tư hàm bả vai nói yên tâm đi trực giác nói cho ta biết bọn hắn sẽ còn trở lại lâm tư hàm gật đầu nói ta biết lúc này gặp tô trần mấy người triệt để rời đi về sau có một vị nữ tử đột nhiên nói các ngươi vừa mới vì cái gì không thay chúng ta cầu tình những người khác cũng là sắc mặt khó coi mà nhìn xem lâm chính cùng lâm tư hàm trong mắt mang theo không tốt lâm chính đem lâm tư hàm bảo hộ tại sau lưng thân sắc cảnh giác nhìn lấy mọi người các ngươi vừa mới vốn là làm không đúng ta ông cháu hai người có lý do gì thay các ngươi cầu tình một vị cùng lâm chính một dạng tuổi tác lão nhân nói lâm chính à làm cùng người trong thôn coi như vừa mới chúng ta làm không đúng ngươi vừa mới cũng cần phải thay chúng ta van này à lâm chính nhíu nhíu mày trong mắt lóe lên một vệt thất vọng lúc này mọi người chậm rãi hướng về lâm chính hai người đi đến thân xác lạnh lùng lâm chính lùi lại một bước trong lòng sinh ra một vệt sự cảm bất tường các ngươi muốn làm gì mọi người không nói gì chỉ là lạnh lùng nhìn về lâm chính hai người lâm tư hàm mặt mũi tràn đầy lo lắng hai tay nắm chặt lâm chính áo bảo nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần mọi người Lâm Chính cắn răng, quay người ôm lấy Lâm Tư Hàm liền chạy. Hừ. Mọi người hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về Lâm Chính chạy trốn phương hướng đuổi theo. Bởi vì Lâm Chính thân thể ban đầu liền không khỏe mạnh, lại thêm còn ôm lấy Lâm Tư Hàm, cho nên vẻn vẹn chỉ là một lát, bọn hắn liền bị mọi người ngăn lại. Lâm Chính biểu lộ khó coi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một vị nam tử âm thanh lạnh lùng nói, không làm gì, liền là muốn cho các ngươi cũng cảm thụ một chút, chúng ta vừa mới cảm thụ Lâm chính cả giận nói, hỗn trướng, vù vù, phốc phẩy. Lúc này, một đạo kiếm quang tự giữa sân lóe qua. Tất cả thôn dân cứng ngắc tại nguyên chỗ không nhúc nhích, dường như hoa đá đồng dạng, trong mắt mang theo mờ mịt, mờ mịt sau đó, chính là sợ hãi trước đó chưa từng có. Nhìn lấy tình cảnh này, Lâm chính cùng Lâm tư hàm cứ thế tại nguyên chỗ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Sau một khắc, tại hai người nhìn soi mói, giữa sân tất cả mọi người đầu đột nhiên phóng lên tận trời, trên không trung xẹt qua từng tia từng tia làm cho người dùng mình đường vòng cung. Lâm Tư Hàm sắc mặt trắng nhợt, trong mắt lộ ra hoảng sợ, sau đó vội vàng nhắm lại hai con mắt, không dám nhìn nữa. Lâm Chính ngược lại là tương đối bình tĩnh, hắn đầu tiên là chấn kinh mấy giây, ngay sau đó liền lôi kéo Lâm Tư Hàm về tới trong phòng. Thẳng đến trở lại trong phòng, Lâm Tư Hàm mới dám mở ra hai con mắt, chỉ bất quá sắc mặt vẫn như cũ nhợt nhạt, xem ra bị dọa cho phát sợ. Lâm Tư Hàm run giọng nói, ra, ra ra, vừa mới chuyện gì xảy ra. Lâm Chính trầm tư rất lâu, sau đó nói, hẳn là Tô Trần Công Tử bọn hắn xuất thủ. Nghe vậy, Lâm Tư Hàm trong nháy mắt giật mình. Lâm Chính nói, ngươi trong phòng đợi, tuyệt đối không nên đi ra ngoài, ta ra ngoài đem những thi thể này xử lý một chút, nếu là không xử lý, có thể sẽ dẫn tới giã thú. Lâm Tư Hàm gật một cái, được. Lâm Chính rời đi về sau, Lâm Tư Hàm liền ngồi tại bên cạnh đống lửa. Nàng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn xem cháy hừng hực đống lửa, trong đầu không khỏi hiện ra tô trần thân ảnh trên đường tô trần thu hồi ánh mắt lập tức tiếp tục đi đường diệp linh khê nói ca đem hai bọn họ lưu tại thôn trang không có sao chứ bích giao đột nhiên nói yên tâm đi ta vừa mới thông chi thủ hạ của ta để chúng nó trong bóng tối bảo vệ bảo hộ lấy bọn hắn không có việc gì diệp linh khê trong lòng nhẹ nhàng thở ra vậy là tốt rồi nói nàng có chút tò mò nhìn bích giao ta nghe nói ngươi mỗi ngày đều muốn nuốt mấy ngàn người thật hay giả. Nghe vậy, Bích Giao sắc mặt hơi đen. Ngươi nghe cái nào hỗn trướng nói. Nói cho ta biết ta cam đoan đánh không chết hắn. Cùng lúc đó, chính tại xử lý thi thể lâm chính, giờ phút này đột nhiên cảm giác một cổ hàn ý. Cái này khiến hắn giật mình, xử lý thi thể động tác thêm nhanh thêm mấy phần. Diệp Linh Khê chừng mắt nhìn. Không phải sao. Bích Giao nói. Dĩ nhiên không phải. Ta có thể đối với nhân loại thịt không hứng thú. Diệp Linh Khê nói. Có thể. Bích Giao đột nhiên nói, Lời đồn. Những cái kia đều là lời đồn. Cắt không thể tin. Diệp Linh Khê chừng mắt nhìn. Tốt à, ta đã biết. Bích Giao giờ phút này một mặt im lặng, nói thật, nàng hiện tại rất tức giận, bởi vì nàng thực sự không nghĩ tới, có người dám bịa đặt nàng. Đơn giản quá ghê tởm. Tuyệt đối đừng nhường ta biết là ai. Lúc này, nguyên bản còn đang tức giận Bích Giao, đồng tử bỗng nhiên co vào, trong mắt khó có thể tin. Cửu vĩ thiên hồ. Tại Yến khinh Vũ trong ngực hồ Tiểu Thiên, ngừng đầu nhìn một chút Bích Dao, bất quá vẻn vẹn chỉ là mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Bích Dao trong mắt hoảng sợ nhìn lấy Hồ Tiểu Thiên, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó nàng một mực không có chú ý tới Hồ Tiểu Thiên, có thể là Hồ Tiểu Thiên tồn tại cảm giác quá thấp đi, dẫn đến nàng hiện tại mới chú ý tới. Bích Dao nhìn về phía Yến Khinh Vũ, tả kinh nói, các ngươi tại sao có thể có Cửu Vĩ Thiên Hồ, vẫn là con non. Yến Khinh Vũ lắc đầu nói, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết ngươi đây phải hỏi Tiểu Trần nói ánh mắt của nàng nhìn về phía đi tại phía trước tô trần tô trần liếc qua bích giao cũng không có mở miệng giải thích cái gì gặp tô trần không muốn nhiều lời bích giao trong lòng có chút bất đắc dĩ nàng thật quá hiếu kỳ hiếu kỳ vì sao lại có một con cửu vĩ thiên hồ con non xuất hiện diệp linh khê lúc này nói ta nghe ca của ta nói tiểu thiên là hắn nhặt được nghe vậy bích giao chừng to mắt nhặt được cửu vĩ thiên hồ còn có thể nhặt diệp linh khê chừng mắt nhìn không được sao bích giao biểu lộ cứng đờ lập tức trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng mặc dù có chút không hợp thói thường nhưng xác thực có loại khả năng này diệp linh khê hiếu kỳ nói cửu vĩ thiên hồ rất lợi hại phải không mặc dù cùng hồ tiểu thiên ở chung được thật lâu nhưng diệp linh khê lại cũng không hiểu rõ cửu vĩ thiên hồ cường đại bích giao nói đương nhiên rất lợi hại bây giờ thanh khâu hồ tộc vương cũng là cửu vĩ thiên hồ mà lại vị này cửu vĩ thiên hồ có tiên đế cảnh giới đỉnh cao thực lực có thể xưng khủng bố toàn bộ tiên giới đoán chừng không có mấy cái sinh linh là đối thủ của hắn. Nói, nàng nhìn về phía hồ tiểu thiên, chỉ là để cho ta không nghĩ tới chính là cái này tiên giới lại còn có một con cửu vĩ thiên hồ. Nghe xong Bích Giao giải thích, Diệp Linh Khê Thế mới biết một mực làm bạn chính mình Hồ Tiểu Thiên tiềm lực là mạnh mẽ đến mức nào. Tô Trần lúc này dừng bước lại, ánh mắt nhìn Bích Giao. Tốt, đừng hàn huyên, dẫn đường à. Bích Giao do dự một chút, sau đó điểm một cái, lập tức biến thành bản thể. Tô Trần bước ra một bước, xuất hiện tại bích dao trên lưng, sau đó nhìn hướng phía dưới hai nữ, chớ do dự, mau lên đây. Diệp Linh Khê cùng Yến Khinh Vũ gật một cái, lập tức thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lúc đã đi tới bích dao trên lưng. Bích dao gào rú một tiếng, lập tức hoa làm một đạo hắc quang, hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Trên đường, Diệp Linh Khê hỏi, chúng ta đến đuổi bao lâu đường à? Bích dao trầm tư một lát, sau đó nói, ít nhất ba tháng. Nghe vậy, Diệp Linh Khê cả kinh nói, lâu như vậy. Bích Giao nói, ừm, chúng ta nơi này thuộc về xa xôi khu vực, đuổi tới huyễn thành xác thực phải tốn thật lâu thời gian. Diệp Linh Khê hiếu kỳ nói, vậy là ngươi làm sao biết huyễn thành vị trí? Bích Giao nói, trước kia bên ngoài du lịch lúc, trong lúc vô tình phát hiện huyễn thành vị trí. Nói, nàng cười khổ một tiếng, các ngươi cũng là vận khí tốt gặp ta, bởi vì ở nơi đó trừ ta, liền không có người biết huyễn thành vị trí. Diệp Linh Khê nói, có thể là mệnh trung chú định à? Bích Giao bất đắc dĩ nói, tốt một cái mệnh trung chú định. Nói, Bích Giao do dự một chút, sau đó hỏi, có thể hỏi một chút, các ngươi đã không phải huyễn thành người, đi huyễn thành làm gì? Diệp Linh Khê nói, đi cái kia dạo chơi. Bích Giao nói, ta nghe nói huyễn thành người đối kẻ ngoại lai cũng không hữu hảo. Diệp Linh Khê hiếu kỳ nói, vì cái gì bọn hắn đối kẻ ngoại lai không hữu hảo? Bích Giao nói, có thể là xem thường người ngoại lai à? diệp linh khê gật đầu nói đã hiểu bích giao nói cho nên các ngươi còn dự định đi huyễn thành diệp linh khê nói đi à đến đều tới sao có thể không đi đâu bích giao trầm mặc rất lâu sau đó nói ta rất hiếu kỳ thân phận của các ngươi cái này diệp linh khê mặt lộ vẻ khó xử con mắt nhìn mắt tô trần tô trần khẽ gật đầu đạt được tô trần đồng ý diệp linh khê rồi mới lên tiếng ngươi biết nhân vực sao nghe vậy bích giao trong mắt lóe lên một vệt hoảng hốt các ngươi đến từ nhân vực diệp linh khê nói ngươi biết bích giao nói đương nhiên biết mà lại ta còn biết cái chỗ kia là từ nhân loại chúa tể diệp linh khê mỉm cười đúng là dạng này bích giao nói khó trách khó trách ta nói các ngươi làm sao cùng nhân loại nơi này không giống nhau nguyên lai like là đến từ nhân vực cái này liền nói thông được